Thực hiện công điện của Bộ Giao thông Vận tải về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2022. Các cơ quan đơn vị trong toàn ngành giao thông vận tải của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch công tác nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về an toàn giao thông gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là khi tham gia giao thông tuyến quốc lộ 1 dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thì chúng tôi đã triển khai thực hiện trên cả hai hướng, đó là một về mặt vận tải thì chúng tôi kiểm tra kiểm soát ở tất cả các bến xe, nhà ga, các khu vực xuất phát về cái điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, trong đó là tập trung kiểm tra về cái quy định lắp cái camera. Thì ở đây thì chúng tôi đang triển khai kiểm tra là cái điều kiện camera gồm có là các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của thông tư 12, các cái phương tiện đủ đảm bảo tiêu chuẩn thì mới được xuất bến. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thời gian này luôn ý thức cao việc nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022. Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19, có phương án tổ chức vận tải hành khách an toàn, phù hợp. Đối với công tác phòng chống dịch COVID thì hàng ngày trước khi cho xe xuất bến thì ban quản lý bến sẽ kiểm tra trực tiếp từng xe về các cái điều kiện an toàn về phòng chống COVID theo quy định của Bộ Y tế, nhất là cái thông điệp 5K, rồi là phải có vệ sinh sát khuẩn trước khi cho xe xuất bến, trên xe thì phải có nước rửa tay, rồi khẩu trang cho hành khách, đủ điều kiện để mới cho xe xuất bến. Tại tỉnh Quảng Trị, việc đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát giao thông dọc tuyến quốc lộ 1 để hỗ trợ công tác phát hiện, xử lý vi phạm đang có chiều hướng tích cực. Hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị với hệ thống camera giám sát đã góp phần quan trọng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.